vợ chồng hay nhớ nắm tay nhau bên nhau ngát hương đời cho ngày mới thơm bừng hương hoa yêu thương mãi đong đầy nơi gia đình sang khoái không âu lo có nhau thôi sẽ thơm như muộn phiền cho ngày mới cả nhà thương nhau yêu thương mãi đong đầy giờ để lời ca vang xa. Cảm ơn nhãn hàng sớm cắn sạch thơm mất sảy sự gọn hết việc nhà đã đồng hành cùng với chương trình. Đại nghĩa xin gửi lời chào đến bà con cô bác đang đến với chương trình Vợ tôi là số 1. Cảm ơn nhãn hàng xốp trắng sạch thơm hết sảy xử gọn hết việc nhà đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa bà con cô bác, ngày hôm nay chúng ta đến với một cái sân khấu hoàn toàn mới của chương trình Vợ tôi là số 1. Và ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, chúng ta sẽ lại tiếp tục chứng kiến phần tranh tài của ba gia đình. Và ba người phụ nữ này sẽ cùng với ông xã của mình vượt qua những khó khăn, những thử thách mà chương trình đặt ra để xem coi hôm nay ai sẽ là người có thể ngồi lên trên chiếc cân vàng ở vòng thi cuối nha. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với gia đình đầu tiên. Xin chào hai em. Dạ, em chào anh Đại Nghĩa và các bạn khán giả. Em tên là Kim Yến, chồng em là Hoàng Nam. Tụi em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tụi em đã kết hôn được 4 năm, có một bé trai 2 tuổi rưỡi. Hiện tại em thì làm nhân viên văn phòng, chồng em thì kinh doanh tự do ạ. Em kinh doanh trang sức. Thì hai em là biết đến chương trình từ khi nào? Em xem chương trình từ lâu rồi ạ. Lâu gia rồi. Đình cũng xem từ lâu rồi, tức là một fan trung thành của chương trình luôn. À vậy hả? Dạ. À rồi là hai vợ chồng là cũng tự đăng ký thi luôn. Dạ đúng ạ. Em là người đề nghị hay là bà xã em? Dạ thì có gia đình cũng ủng hộ anh. Mẹ em hay coi thường lắm, thì mẹ em kêu hai đứa đăng ký đi thi đi. À. Đó, thì đâm ra là tụi em cũng đăng ký rồi được. Vậy bữa nay có dắt mẹ theo không? Dạ không ạ, tại ở xa. Dạ. Là ở nhà coi cháu á. Vậy thì ngày hôm nay hai vợ chồng phải ráng thi cho tốt nha. Dạ. Cảm ơn các em. Đó là gia đình số 1. Tiếp theo gia đình số 2. Dạ, chào anh Nghĩa. Em xin hát một bài để giới thiệu anh Nghĩa có thể đoán được quê không ạ? À rồi, dạ. Bây giờ em hát đi đến đoán. Người nếu mà anh đoán không được thì ta đoán phụ anh. Có về miền Trung thăm người Trung, nhớ về miền Nam thăm người Nam. Tôi người Hậu Giang. Dạ, duyên dáng. Dạ, kính chào anh Đại Nghĩa, kính chào quý vị khán giả, chào hai đội cùng chơi. Em tên là Hồng Muội, còn ông xã của em tên là Minh Nhật. Hai đứa em đến từ Hậu Giang. Nghề nghiệp hiện tại của vợ chồng em là bác sĩ. Vợ chồng em đã lấy nhau được 3 năm, hiện tại là chưa có bé. Vợ chồng em là một fan hâm mộ của chương trình Vợ tôi là số 1 và anh Đại Nghĩa ạ. Ồ, cảm ơn em. Dạ. Hai em làm chung với nhau luôn hay sao? Dạ, hai em làm chung cơ quan. Hai dạ. Em gặp nhau ở trong bệnh viện rồi mới quen nhau luôn hay sao? Là trước đó là em cũng tham gia cái đội nghệ của Sở Y tế. Vô tình thì hôm đó là được em ngồi phòng khám thì cái bạn là bạn thân với vợ em. Thì nó ngồi phòng khám thì vô tình thì em than là ế quá vậy đó. Cái chị đó giới thiệu, bạn giới thiệu nó sao ngay về em luôn. Cái em gặp cái sau em chịu về em quen. Giờ là hết ế đúng không? Dạ là hết ế luôn. Cảm ơn hai em nha. Dạ. Và tiếp theo gia đình số 3. Cần Thơ gạo trắng nước trong. Em đố anh Nghĩa cho em đến từ đâu nè? Thì Cần Thơ chứ đâu. Nhưng mà Cần Thơ là em là Ngọc Ánh. Em tên Hữu Nghiêm. Vợ chồng em thì đến từ Thuận Hưng, Thốt Nốt, Cần Thơ. À. Nơi có một cái làng nghề gọi là đặc sản của Thuận Hưng. Thì đến chương trình ngày hôm nay thì em sẽ gửi tặng là anh Đại Nghĩa và cũng như là hai gia đình cùng chơi một cái đặc sản của quê em, đó là bánh tráng Thuận Hưng. Đâu anh Nghĩa thử, anh Nghĩa ăn thử một miếng bánh tráng coi xem coi là em có nói là Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về không? Anh Nghĩa ăn thử coi. Đây là ở Thuận Hưng. Dạ. Thốt Nốt, Cần Thơ. Cảm ơn phần giới thiệu của cả ba gia đình rất là dễ thương. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào vòng thi đầu tiên, vòng thi mang tên dấu ấn kỷ niệm. Gia đình số 1 của Kim Yến và Hoàng Nam. Lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là vào dịp nào? Câu số 2, năm nào? Câu số 3, ai là người bắt chuyện trước? Mời Nam. Dạ, em hẹn đi ăn uống thông qua mạng xã hội ạ. Ủa? Tức là tụi em có kết bạn với nhau lâu rồi nhưng mà chỉ có tương tác qua lại kiểu comment qua lại thôi. Rồi thì mới bắt đầu chat với nhau rồi thấy gần á nên hẹn đi ăn uống gặp mặt. Là khoảng bao lâu em? Mấy tháng không? Dạ tầm đó. Dạ. Nhưng mà thường anh thấy là những cái mối quan hệ mà qua mạng xã hội á, dạ, thì chỉ có thể làm bạn thôi chứ cũng ít ai mà tiến được tới người yêu hoặc là thành vợ chồng luôn lắm. Dạ. Lúc đó em có nghĩ xa không hay là chỉ nghĩ rằng có người bạn làm quen vậy thôi? Dạ tại lúc đó cũng còn nhỏ mà anh, làm ra là mình chỉ mình sẽ tìm hiểu nhiều người thì mình sẽ chat với nhiều người. À rồi em mình... ơi nghe rõ chưa Yến? Dạ. Em không phải là người duy nhất được mời đi ăn đâu nghe.
Không, nhưng mà khi sau khi gặp vợ em là em chỉ có chọn mình vợ em thôi. À, câu số 3, ai là người bắt chuyện trước? Em. Dạ em, dạ đúng rồi. Mời Yến là quán ăn uống năm 2016 chồng, lúc mà chồng em lúc đó là mình chưa biết nhào vô trong cái trang xã hội của mình, cái trang mạng của mình á để làm quen. Em có ấn tượng gì riêng với ông này không? Dạ anh này thì đẹp trai, trắng trẻo. Rồi, là năm 2016. Dạ. Ừ, chồng cũng là người bắt chuyện làm quen trước. Dạ. Đó là ba câu trả lời của nhà số 1, trùng khớp 1.500 điểm. Tiếp theo, gia đình của Hồng Muội Minh Nhật. Bài hát có nhiều kỷ niệm với hai vợ chồng nhất là bài hát nào? Câu 2, đó là kỷ niệm gì? Câu 3, hai vợ chồng thường hát song ca ở đâu? Mời Muội. Dạ thưa anh Đại Nghĩa, cái bài hát thường hát nhất là bài Đường Tím Bằng Lăng. Kỷ niệm đó là em hát trong ngày đám cưới của vợ chồng em. Và hát ở đâu là hát ở mọi nơi, ví dụ như đi karaoke hoặc là ở nhà hai chồng cũng tự hát, hoặc đi đám cưới thì cũng hát. Rồi, cảm ơn em. Mời em. Đường Tím Bằng Lăng. Dạ đúng rồi. Lúc đó thì em có xem trình Bologo á, thì vô tình thì em nghe được cái bài đó, thì cái em nhẩm theo, cái vợ em mới lấy cái bài đó nghe, cuối cùng em cũng hát theo luôn. Ờ, vậy thành bài cuộc luôn. Là hai vợ chồng thường hát ở nhà rồi hát đám tiệc luôn hả? Dạ. Lên sân khấu hát luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi giờ hai vợ chồng này đang trên sân khấu nè, hát tặng cho mọi người nghe một đoạn đi. Đường Tím Bằng Lăng. Hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa, hai ta chung lối mòn. Em thương sắc tím bằng lăng, anh thương màu áo trắng, tan trường qua áo tung tăng. Dạ cũng chào em vui. Trời đất ơi, vậy mà kêu bài hát kỷ niệm đó. Nhà mình cũng có 3 câu trùng khớp 1.500 điểm. Gia đình số 3, ấn tượng của vợ về chồng trong lần gặp mặt đầu tiên là gì? Câu 2, đức tính nào của chồng khiến cho vợ cảm động? Câu 3, kể tên món quà gần nhất mà chồng tự tay làm để tặng cho vợ. Mời Nghiêm. Dạ, lần đầu là vợ em gặp là thấy em rất là gầy. Lúc đó nhiều ký em? Lúc trước em có 45kg à. Còn giờ? Còn bây giờ là 67kg. Trời ơi, vợ nuôi khéo quá phải không? Dạ. Ăn đủ ngày 3 bữa không em? Dạ, hút luôn. Hút luôn là... Còn đức tính mà khiến vợ cảm động đó là em rất là chân thành. Ừ. Rất là tôn trọng ý kiến của vợ em. Ừ. Rồi cái món quà gần nhất đó là lọ thủy tinh đó, em làm em tặng cho vợ em. Ngôi sao á? Dạ hả? Dạ. Lúc trước đó thì em ship là khoảng 1.000 ngôi sao. Em ship khoảng là 4 tháng mới xong. Khi mà lúc đó thì em đi học thì thời gian nào rảnh thì em làm. Em làm từ từ em để trong cái lọ. Vợ có biết không? Lúc đó vợ em không biết. À dạ. Làm âm thầm đúng không? Dạ đúng rồi. Xong rồi mang ra tặng một cái bác sĩ niễn liền. Cảm ơn em. Mời em. Gầy. Thì cái cảm thấy là mình trời sao ông này ông gầy vậy, sao mình nói chuyện với ông mình nghe giọng ông chững chẹt nè, mà sao mình gặp ông mình tưởng tượng là ông mập mà cao to, mà sao ông gầy dữ nhỏ xíu luôn anh. Rồi về nuôi mới được cái đó đó hả? Dạ. Rồi câu tiếp theo là chân thành. Dạ, thủy chung. Dạ. Lọ ngôi sao là món quà gần nhất ông tặng mình đó hả? Đó là 3 câu trả lời và cũng trùng khớp với nhau, 1.500 điểm. Ở vòng thi đầu tiên thì cả 3 gia đình đều có điểm số cao bằng nhau, cho nên là mỗi một gia đình đều sẽ có thể lựa chọn cho mình một phần quà nha. Trên bảng ở đây sẽ hiện ra những cái món quà và các bạn sẽ được chọn một số để mà xem coi có món quà nào đằng sau đó hay không nha. Trước tiên đó là Kim Yến. Dạ em xin chọn số 4 ạ. Mời số 4 mở ra. Phần quà đó là một cái bình thủy điện. Tiếp theo để mời em. Dạ em chọn số 6 ạ. Số 6 có quà luôn. Nồi áp suất Muội ơi. Chúc mừng em. Dạ em chọn em. số 2. Số 2. Chúc ánh may mắn lần sau nghe. Điểm số của 3 gia đình như sau. Cả 3 nhà Kim Yến, Hồng Muội và Ngọc Ánh, mỗi nhà đều có 1.500 điểm. Và bây giờ sẽ là vòng thi thứ 2. Vòng thi mang tên Tâm Đầu Ý Hợp. Gia đình của Muội thi trước nha. Mời em. Chủ đề đặc sản. Bắt đầu. Hai từ. Bánh nít nó hay khóa ăn cái gì? Kẹo. Mình bán. Đúng rồi, mẫu từ đầu tiên. Rồi kẹo. Cái cây, cái tre đó. Chuối. Cái cây gì? Bánh kẹo tre. Dưa. Đúng rồi. Rồi cái này. Cái này cũng hai từ nha. À, mình ăn cá sặc mà nó làm gì đó hay. Cái mình hay ăn đó. Phô. Món ăn cá dồ mà hay bơm chung nấu. Mắm. Hai từ. Mắm sặc. Nước, cái nồi có nước là làm cái gì? Lẩu mắm. Đúng rồi.
Rồi cái này cũng có hai từ nha. À, cái món sở thích của anh là anh sở trường anh nấu hay nấu đó. Món gì? Cá chiên. Không, còn món mì kia. Cay. Đúng đúng từ đầu. Mì quảng. Đúng. Cái hồi nãy cái anh mà anh cắn cắn đó nhớ không? Bánh chén. Đúng rồi, nhưng mà nó đúng hai từ đó rồi, nhưng này ba từ nha. Cái từ thứ ba này nó là cái da heo mình làm cho chua chua đó. Nó gói vô lá chuối á. Bánh tráng nem. Đúng, đúng rồi. Cái này từ thứ năm này là có bốn từ. Cái cọng trắng trắng mà mình ăn với lẩu. Bánh canh. Cái cọng. Bún. Đúng, đúng từ đầu. Là từ đầu nha. Bún nước lèo hả? Cái con cá mà mùa rồi, nước. Rồi trùng khớp rồi. Ông nói vô luôn cái con cá đó đó. Được 4 từ khóa, 2.000 điểm. Chúc mừng em. Mời gia đình tiếp theo. Tiếp theo gia đình của Ngọc Ánh. Thấy nhà nãy ta chơi không? Rôm rã luôn. Nhưng mà cái từ khóa cuối cùng là bị phạm quy. Chú ý đừng để phạm quy ha. Chủ đề. Phần quà của nhà tài trợ shop. Chủ đề làng nghề. Thời gian dành cho em bắt đầu. Có 2 tiếng thường ở nhà anh hay làm cái gì? Chăm sóc cái gì? Cây cảnh. À, không phải. Thường là anh phải xới đất lên rồi anh làm sao? Trồng. Đúng từ đầu tiên. À, thường cái vườn gì mà anh làm cho em ở phía trước đó. Phía trước nhà. Trồng hoa. Đúng rồi. Rồi. Ở Định Yên thì nó có cái gì? Ở Định Yên chiếu. Thì nó đúng cái từ sau. Rồi dạ, chiếu. Đúng rồi. Cái mấy môn tiếng, học mấy tiếng? Có 4 tiếng. Cái môn học của mình đó là cái môn gì mà mình xếp này xếp kia á. Thủ công. À đúng hai từ đó rồi. Từ rồi, trước hay từ sau? Đúng hai từ đầu rồi đó. À, rồi cái gì? Thủ công mỹ nghệ. Đúng rồi, chính xác. Thường em với Nguyễn hay làm gì nè? Hay lấy cái đúng vẽ gì? Vẽ tranh. Đúng từ đầu. Vẽ trang trí. À, đúng cái từ đầu rồi. Rồi cái gì lễ hội bánh gì? Dân gian. Vẽ tranh dân gian. Tranh dân gian. Đúng rồi. Cái thường là mình cái từ này xong hốt á. Có hai tiếng đất sét á mình nặng ra. Mình nặng. Gớm. À đúng cái từ đầu tiên. Gớm sứ. Chính xác. Chính xác. Người ta biết hết trơn á, mẹ em lo quá. Không, ông giỏi quá trời, ông biết hết cái làng nghề luôn á. Em diễn tả chưa xong ông đoán ra rồi. Đó, 5 từ khóa diễn tả nói được hết 2.500 điểm. Mời gia đình tiếp theo. Gia đình của Kim Yến. Phần quà của nhà tài trợ shop nha. Chủ đề thời trang. Thời gian dành cho em bắt đầu. Cái này có 2 từ, khi mà đi ra ngoài đường mình làm gì? Áo khoác. Đúng rồi. Có 2 từ luôn. Khi mà đi học á, thì mình sẽ hay mặc cái gì? Đồng phục. Đúng rồi. Cái này có 3 từ. Khi mà đi đám cưới á, thì em sẽ hay mặc cái gì? Đầm dạ hội. Đúng rồi. Mấy từ? Cái này là có 4 từ. Sáng thứ hai em đi làm hay mặc cái gì? Áo dài. 2 từ cuối là kiểu là... Áo dài cách tân. Không, người cách tân là gì? Áo dài cổ điển. Cùng nghĩa với cổ điển. Cổ xưa. Áo dài. Thường người ta có cái câu là cha chấm 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 con nối. Áo dài cổ truyền. Áo dài truyền thống. Đúng rồi, đúng rồi. Có 2 từ. Cái này là để mang vô. Của nam. Áo dài. Áo dài tây. Đúng rồi. Nhà mình cũng rất là hay luôn ha. Diễn tả và đoán chính xác hết cả 5 từ khóa, 2.500 điểm. Mời các bạn về chỗ. Ở vòng thi này thì gia đình của Ngọc Ánh, gia đình của Kim Yến điểm cao hơn. Cho nên là hai em sẽ được chọn một số nha. Đầu tiên là Ngọc Ánh. Em chọn số 3. Số 3, mở ra. Ủa sao hẹn lần sau hoài vậy? Chúc em may mắn lần sau. Mời Yến. Dạ, em chọn số 1. Số 1. Cái quạt máy. Giống như có số đó. Yeah. Đúng không? Có số trúng thưởng là dòng nào mình tới cũng trúng thưởng hết trơn. Trời, 2 lần liên tiếp rồi. Điểm số của cả 3 gia đình nha. Miễn 4.000 điểm. Hồng Mụi 3.500 điểm. Và Ngọc Ánh 4.000 điểm. Điểm số xê xích nhau không có bao nhiêu hết trơn trọi. Không có gì phải rung rinh nha. Không gì phải sợ hãi. Và bây giờ là vòng thi mà mấy ông xã nè được nhào vô phụ mình luôn. Hai chồng kết hợp với nhau luôn. Vòng thi thứ 3. Tổ ấm gia đình.
Chúng ta đang ở vòng 3 tổ ấm gia đình. Và vòng này có một thử thách tên là vẽ tranh. Ở đây chúng tôi có sẵn 3 cái giá vẽ, có sẵn giấy và viết cho các bạn những cái câu chủ đề mà anh cầm trên tay, anh sẽ cho các bạn xem. Sau đó các bạn sẽ vẽ lại những cái câu này. Bên kia nếu mà ai nhìn tranh mà đoán được cái câu đó hoặc cái từ đó là cái gì á thì các bạn cứ giơ tay nha. Nếu nó sai không có bị trừ điểm nên cứ yên tâm. Nói chừng nào đúng thì thôi ha. Bên đây là vẽ, một lát mình có quyền mình đổi người. Rồi bây giờ chuẩn bị vẽ cái câu này cho anh. Bên kia có thể nhìn tranh của nhà mình hoặc nhìn tranh nhà hàng xóm cũng được. Anh em như thể tay chân. Anh em như thể tay chân, chưa đúng. Đầu ấp tay gối. Chính xác. Đầu ấp tay gối. Khoan cho coi cái. Cái này là cái đầu. Đúng rồi. Còn cái này em vẽ cái gì vậy? Em cái tay áp vô vậy nè anh. Cái này gối. Không sao, kệ. Miễn sao chồng đoán được là được, đúng không? Tiếp, mời các em đến đây coi. Đó. Ai có câu trả lời cứ giơ tay. Mời số 1. Chôn nhau cắt rốn. Chôn nhau cắt rốn, chưa đúng. Nó cũng liên quan bụng đồng. Làm dạ em. Mời bụng em. Làm dạ chịu. Bụng làm dạ chịu, chính xác. Khoan, hỏi thăm. Cái này là cái gì vậy em ơi? Cái này là đứa nhỏ mới sanh ra chưa cắt rốn hả? Dạ không, chỉ dùng bụng, chuyên môn em chỉ cho đó là biết cái dùng bụng. Con này là gì vậy? Dạ cái dạ dày. Trời ơi trời. Không coi cái này mới hấp dẫn nè. Em nói cho mọi người biết em đang vẽ cái gì vậy? Em đang vẽ cái bụng to anh. Cái bụng to này là gì đây? Cái này là lỗ rốn. Rốn. Cái này là có những cái ngấn ở đây anh. Xích bắp hả? Sao muối hả? Người ta bụng bim đâu ra muối. Rồi qua đây coi tiếp. Mời em số 3. Chị Ngã em nâng. Chị Ngã, trời ơi sao hay vậy ta. Em nhìn sao được chị Ngã em nâng là em sao? Em trình cái nhìn tấm hình của anh bên kia. Ủa? Em ơi, em thấy chồng em thương em ghê chưa? Đó. Em thấy cái tài vẽ tranh của em nó đỉnh cỡ đó đó. Không nhìn ra, nhìn ra, nhìn ra, nhìn chưa ra luôn. Chị, đây là chị hả? Dạ. Tóc dài rồi. Tóc Ngã dài. Đâu? Chưa, em tính Ngã là vẽ thêm anh, em chỉ vô nằm đẹp nữa. Nằm đẹp nữa. Dạ. Nhưng mà hay quá, ông kia em đoán được rồi. Chị Ngã em nâng. Bên đây em vẽ cái gì vậy? Ngã, chưa vẽ xong chị. Quá trang. Nè, nhìn. Đó, giờ bằng xóm nữa kìa. Mời số 2. Có công mài sắc có ngày nên kim. Chính xác. Em dòm đâu vậy, nói thiệt đi. Em dòm bên chị, cái chị ở cái bên. Hay quá. Không có ai thèm dòm trong nhà mình hết trơn. Tới nó một nhà không thiên là vậy luôn đó nha. Có công mài sắc có ngày nên kim, chính xác. Quá trang. Để em đổi người. Số 1 đổi người. Thiệt ra vợ em nãy giờ dễ đúng lắm luôn á. Dạ. Tại em đoán không ra thôi. Tại em thấy ông hàng xóm dòm tranh của vợ em mà đoán không đó. Tiếp nè. Mời số 3. Kiến thà lâu có ngày đầy tổ. Trời ơi, xuất sắc vậy. Chính xác nha. Kiến thà lâu có ngày đầy tổ. Em dòm ai? Em dòm có ai. Nó nghe nè. Lát nữa đó mình có vẽ mình che lại. Chứ toàn là bây giờ mình vẽ cho ta hưởng không đó. Nè vẽ con kiến nè. Này là gì vẽ mồi hả không em? Dạ mồi, tính vẽ mưu tên vô cái núi đây nó là hiểu rồi nè. Ờ. Tiếp. Đến đây, đến đây. À. Em vẽ nhớ che lại. Số 2. Dạ lá rụng về cội. Chính xác, lá rụng về cội. Anh thấy em dòm qua đây nè. Dạ đúng rồi, em dòm của chị. Nói không anh, em vẽ cũng đẹp lắm chứ bộ. Thì đó, anh thấy một nhà không có thiên. Đó, như chồng em thì dòm ông này. Đó, vợ ông này thì dòm em. Nhà số 1, cố lên. Trời ơi. Mời số 1. Dạ, rồng rắn lên mây. Rồng rắn lên mây, chưa đúng. Số 3. Nhất vợ gì trời. Hả? Nhất vợ gì trời. Không nhìn cái bên vẽ thêm chi nữa. Người ta nói ra đúng rồi còn vẽ cái gì nữa. Nhất vợ gì trời, chính xác. Hay quá. Đây, coi nha. Số 1 kìa, vẽ bức tranh bự quá trời kìa. Số 1. Dạ em đoán là nước chảy về nguồn. Trời em. Dạ đúng. Nước chảy đá mòn. Cái gì? Nước chảy đá mòn. Chính xác. Đúng rồi. Đến coi coi. Bên này nè, em vẽ quá trời vẽ nè. Chắc là vẽ nhiều quá nó rối đây. Dạ đúng anh. Chắc em vẽ nhanh quá. Vẽ nhiều quá nó rối. Nước chảy đá mòn. Câu tiếp theo. Né né cho người ta thấy với. Cả ba người đều vẽ
là tương đối dễ hiểu đó. Diễn tả một cái sự gì đó mà mình điều tiết nó. Mời số 2. Cơm sôi nhỏ lửa. Cơm sôi nhỏ lửa, chính xác. Ông dẻ cái nồi rồi đổ gạo vô em. Dạ là gạo á, cơm ý là gạo á. Đổ vô, dạ. Rồi này là gì? Chuyển qua này là gì? Dạ từ cái này lửa nó bự, này sao lửa nhỏ. Hai cái y chang nhau luôn nha. Không thể hề nhỏ luôn á. Rồi hết rồi. Xong. Hết à? Mời các bạn về chỗ. Kết thúc vòng thi thứ 3, gia đình mà có nhiều đáp án đúng nhất đó là gia đình số 2 của Hồng Muội với 5 đáp án đúng. Về nhì, gia đình của Ngọc Ánh với 4 đáp án đúng. Và về ba là gia đình của Kim Yến. Vậy thì bây giờ anh mời Hồng Muội, em hãy chọn một con số nào. Còn có đúng một con số 5 thôi, không còn sự lựa chọn nào khác. Mở ô chữ. Mở. Chúc bạn may mắn lần sau. Và chúng ta xem lại điểm số của cả ba gia đình. Kim Yến 4.000 điểm, Hồng Muội 6.500 điểm và Ngọc Ánh 6.000 điểm. Xin chúc mừng. Như vậy là chúng ta sẽ tạm chia tay với gia đình Kim Yến tại đây. Hai nhà còn lại sẽ bước vào vòng đặc biệt mang tên chìa khóa hạnh phúc. Chúng ta đang ở vòng thi thứ tư, vòng thi mang tên chìa khóa hạnh phúc. Từ khóa trung tâm của chúng ta là một ô chữ gồm có 13 chữ cái. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 1, câu hỏi của nhà tài trợ shop. Ngoài giúp chén đĩa sạch bóng, nước rửa chén còn có những công dụng nào sau đây? A. Vệ sinh các thiết bị từ thép không rỉ. B. Làm bóng trang sức. C. Diệt bỏ chét. Mời Muội. Dạ thưa anh Đại Nghĩa, là em chọn đáp án C là diệt bỏ chét với làm bóng trang sức. Đây là đáp án chính xác. Trộn một hoặc hai giọt nước rửa chén vào một cái bát nước sạch. Sau đó thả đồ trang sức của bạn vào trong bát để chúng khoảng 5 phút. Sau đó hớt hết bọt phía trên và lấy đồ trang sức ra, chà nhẹ với bàn chải mềm, rồi rửa sạch đồ trang sức thì nó sẽ sáng bóng như mới. Ngoài ra bạn cũng có thể pha nước rửa chén với nước và tắm cho chó mèo, sẽ diệt bọ chét sinh sống trên những con vật nuôi này. Lưu ý không nên vệ sinh các thiết bị bằng thép không rỉ bằng nước rửa chén vì có thể để lại các vệt mờ trên bề mặt thiết bị. Mở ô chữ. Hai ô chữ được mở ra. Tiếp theo câu số 2. Món ăn nào sau đây nằm trong danh sách 100 món ăn nhẹ ngon nhất thế giới? A. Chả cá lã vọng. B. Nem rán hay còn gọi là chả giò. C. Bánh bột lọc. Mời Ngọc Ánh. Dạ em chọn là chả giò. Tại vì em nghĩ là cái món ăn này nó nhanh, tiện á anh, mà nó cũng ngon nữa. Đây là đáp án chính xác. Chả giò hay nem rán đứng thứ 85 trong danh sách 100 món ăn nhẹ ngon nhất thế giới do chuyên trang ẩm thực danh tiếng Taste Atlas bình chọn. Mở ô chữ. Câu số 3, chủ đề thực hành. Ở cái phần thi thực hành này, chúng ta sẽ thực hành thắt cà vạt. Nhiều cách thắt khác nhau, có những cách thắt rất là quen thuộc. Nhưng mà có một cái mẹo thắt cà vạt nhanh dành cho những ai mà không biết thắt cà vạt á, thì chúng ta cũng có thể bắt đầu tập thử. Để cái cà vạt xuôi theo cánh tay của mình như thế này. Và sau đó quấn qua đây. Một vòng. Hai vòng. Và ba vòng. Nè, một, hai, ba. Sau đó mình thò tay từ trên đây xuống, mình lấy cái thứ hai, mình kéo ra. Hay chứ anh. Thì đó là cái mẹo mà. Môn này em làm dở luôn á. Thì đó, anh vừa mới hướng dẫn đó. Đó, vậy thôi. Bắt đầu. Một, hai, ba. Quả dễ, trời ơi dễ như ăn cơm cháo. Dạ rồi. Rồi, cho anh coi thử coi. Thiệt ra hai bạn trong tích tắc mà các bạn đã học được cái cách thắt cà vạt nhanh qua cái mẹo này, như vậy là cũng rất là hay rồi. Nhưng mà ở đây mình thấy Muội á nè, thắt cái cà vạt nè, nhìn nó có vẻ nó chắc chắn hơn, nó đẹp đẽ hơn, nó ngay ngắn hơn, đúng không? Còn ở đây mình sao? Hơi lỏng. Nó hơi lỏng mà nó hơi méo nè. Yeah. Nó hơi méo, nó dư nè, thấy không? Cho nên với cái phần thực hành này, Muội chiến thắng. Mở ô chữ. Rồi, các bạn được quyền đoán. Mời em vô tay kìa thầy. Đâu, mời em. Dạ em xin đoán ô chữ này là kết tóc xe duyên. Kết tóc xe duyên, chính xác. Trời ơi, quá trời hay luôn rồi.
kết tóc xe duyên ha. Hai vợ chồng kết tóc xe duyên cũng được mấy năm rồi đúng không? Dạ, 11 năm rồi anh. 11 năm rồi, cho nên là hiểu ý nhau vô cùng luôn. Đó, như vậy là chúng ta đã chiến thắng trong cái phần giải mã cái cụm từ khóa trung tâm này. Chúng ta xem coi điểm số của mình bây giờ đang là bao nhiêu. Hồng Muội 8.500 điểm và Ngọc Ánh 12.000 điểm. Xin chúc mừng. Mời gia đình Ngọc Ánh tiến lên phía trước. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc cân vàng. Bữa nay quá vui rồi em ha. Hai bên là gia đình cha mẹ có mặt đầy đủ, rồi có thêm con nữa. Bây giờ là mình phụ cha mình nè. Lấy những cái sản phẩm của shop để lên đầu cân bên kia con nha. Bắt đầu. Trời. Cảm ơn con, cảm ơn gia đình của mình nha. Mời hai nhà còn lại lên sân khấu nhận phần thưởng của chương trình. Kết thúc chương trình ngày hôm nay, về ba là gia đình của Kim Yến, giải thưởng là 4 triệu đồng. Về nhì, gia đình của Hồng Muội, giải thưởng là 8 triệu 500 ngàn đồng. Và về nhất, gia đình của Ngọc Ánh, giải thưởng 12 triệu đồng. Chúc mừng và cảm ơn các ba gia đình đã đến tham gia ngày hôm nay. Và thưa quý vị khán giả, đến đây thì Vợ Tôi Là Số 1 cũng xin được phép kết thúc. Cảm ơn nhãn hàng xốp trắng sạch thơm hết sảy, xử gọn hết việc nhà đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp bà con cô bác vào tuần sau nha, 20:30 Chủ nhật trên kênh truyền Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau lúc 16:00 trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Đại Nghĩa xin chào và hẹn gặp lại.